Hello bên mon nha. Hello. Hello, hello. Hello bên mon. Hello chờ mọi người đông đủ cái anh vô chơi nha em ơi. Chờ xíu nha, anh cũng mới bật like lên. À đây à, ở đợi nãy giờ rồi. Hello nha, hello gì, bạn tên gì? Liliana hả? Hello bạn nha. Cũng trễ vài phút đúng không? Cảm ơn Hương nha. Chờ chờ đông đủ xíu nha, để nhắn Đào. Để nhắn bạn Đào vô chưa? Để nhắn bạn Đào coi. Rồi không được rồi, ghé không biết nữa, chắc cái nó delay hay sao á, chắc cái delay hay sao á. Bình thường tặng đầu tiên rồi nó cho ngồi ghế chứ. Mà lại quên đặt mục tiêu nữa, lại quên rồi. Cảm ơn Thi An nha, cảm ơn Thi An nha. Ôi bánh ngon quá mọi người ơi, hoa hồng thơm quá. Ok, chờ chờ đây, view view lên xíu nha, rồi tôi vô chơi liền. Ok nha, nay là game mới mọi người. Nó chứ mới với tôi thôi chứ cái nó ra là 2019 rồi. Hôm nay mà chơi sớm mình sẽ chơi tiếp một game nữa nha. Tôi tải sẵn luôn rồi nha. Đấy, hôm nay chơi chơi tiếp hãng Chi La Ác nha mọi người. Gọi là Chỉ La Ác á. Phát triển bởi Yasuka Taira nè. Nói dung gì hả? Chưa biết nữa, vô chơi mới biết. Chắc kiểu ngôi nhà, cái chỗ mà giống như là sao ra, cái property là giống như là chủ sở hữu đúng không? Chủ sở hữu cái căn nhà giống như là như bị ma ám sao mọi người? Thì như vậy đấy. Thì như Hương chơi rồi kìa, nội dung là sao Hương? Hương nhớ không? Có mình tôi à, không biết gì. Cỏ bốn lá hả? Ừ rồi. Tự nhiên nhớ ba lá quá. Ý là Hương nhớ cốt truyện game này không? Có bốn lá. Có ba lá đâu rồi? Trốn trốn đâu rồi? Ok thôi vô luôn nha. Đi tìm bảy bức giấy à? À thế à? Thế là chắc giống đêm qua chứ gì? Ôi dồi, nói về thùng xốp à. Lại nữa rồi mọi người. Úi dồi, thế à? Ok căng đấy. Thấy thấy ông Dũng City chơi này cũng nhiều người coi đấy nên tôi chơi luôn nha. Vô. Rồi. Ôi trời ơi, sao mà hộp không vậy? Tắt hàng đi. Hit bóp là sao? Độ sáng tăng lên. Tăng độ sáng lên. Tăng độ sáng lên. Ủa tăng độ sáng chưa? Tại sao anh ấy mới vô đi nhìn xuống đất hả? Tại sao anh ấy đột nhiên về nhà? Ai biết? Độ sáng tăng rồi mà sao nó hơi nó chưa có sáng lên ta? 19 độ sáng rồi mà. Khối lượng tổng thể là sao? Cái này chỉnh setting khó hiểu quá mọi người. Lượm tiền đủ 100 sen hả? Sao? Đi lượm tiền à? À. Đâu rồi? Tiền đâu? Từ từ. Úi dồi ôi, ở đồ họa công nhận nó u ám mà nhìn nó sợ sợ sao mọi người, thấy không? Một mình đi cái kiểu này là sợ lắm, trời ơi, sáng chân luôn, không thấy cái gì trên cái bảng luôn. Ôi đấy đấy, tôi à 10 gọi là sen hả? Tôi tưởng 10 yên chứ. Nói chứ ba vụ tỷ giá tôi hơi ngu nha, biết mỗi rành rành mỗi tiền đô tiền Úc với cái tiền bên tàu à. Có đúng chơi con đường này không? Không biết, mới vô chơi mà hỏi kỳ vậy. Trời ơi, nhân vật trong game mà còn hỏi tôi vậy nữa, sao tôi biết được trả lời nha mọi người. Nha. Hôm nay nếu mà game này xong sớm thêm game nữa nha. Có tải hai game rồi. Ôi con mèo. Ủa con mèo bị gì vậy?
shop à. Từ từ coi cái setting con chuột điều khiển sao. Ủa không có nói cách điều khiển ha. Tội nghiệp con mèo. Làm sao với nó đây? Cái mèo bị gì vậy? Giống đường nhà Nobita. Ha. Nói cũng có lý. Cái này giống như là bối cảnh Doraemon mọi người. Mà Doraemon mà kiểu hắc ám ấy. Vậy là trẻ Enciko đâu? Vậy là tôi vào vai Nobita mọi người. Tại vì tôi đeo kiếng mà. Nhìn giống Nobita lắm. Đấy. Rồi đi thôi nhanh lên. Đi nha. Bạn nói bạn ở trong nhà trước. Nhưng bạn có việc làm bán thời gian không? Không biết. Lại hỏi tôi như thế nữa chứ. À ơi. Làm tôi nhớ đến cái game mà The Bath House ấy. Mà bị lỗi không chơi được. Ủa Hương có chơi Bath House rồi đúng không? Cũng của hãng này nè. The Bath House ấy. The Bath House. Nhưng mà nó bị lỗi, cái hãng nó xóa ra khỏi Steam luôn rồi. Úi rồi giờ đi đâu đây? Có cửa à? Alo. Senimase. Học tiếng Nhật luôn mọi người. Thật sự không có ai cả. Tôi không thể đợi bên ngoài. Gì ta? Vô cửa đầu tiên à. Tôi cần vào trong. Đi vô. Alo. Anh không có chìa khóa dự phòng đó đâu à. Tôi quên mất. Rồi. Trời ơi, phải kiếm chìa khóa nữa mọi người. Trời mày giống... Rồi hẳn tới tí hả? Hello, Gundam nha. À, ấy chưa. Giống như kiểu tôi có kinh nghiệm sao mọi người. Thường thường đi hay giấu chìa khóa kiểu vậy. Rồi vô. Mà nói thiệt chứ giấu như vậy là ăn trộm nó vô sao. Dù ăn trộm nó có kinh nghiệm á, nó hiểu á. Rồi cái nó vô nhà luôn. Hello, Gundam nha. Ủa bạn thích chơi Gundam hả? Nhà bạn có chơi mô hình Gundam không? Hay là xem phim Gundam? Mình cũng mê mấy cái mô hình lắm á. Thấy ta đăng mấy cái clip mà ráp Gundam cũng mê lắm. Mà đắt tiền quá à. Có hả? Có con nào rẻ rẻ không? Mấy trăm ngàn được không? Trời ơi con nào cũng mấy 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 mấy, mấy triệu không à. Căn phòng này trông thực sự tối cho một căn hộ. Trời ơi. Má ơi. Ở vậy là quá sướng rồi còn gì nữa. Ê mọi người. Cái nhà bên Nhật nó cứ tựa tựa nha. Làm tôi nhớ đến cái game mà. Ủa cảm ơn Mel nha. Hello Mel. Cái game tên là gì á. Seven Night God đó mọi người. 7 đêm với ma nữ á. Hồi đó có chơi đó. Nó cũng cái phòng cũng tựa tựa vậy á. Hello Mel. Hàng pha ke cũng được. Chủ yếu là để chân thôi. Chứ mình cũng không có làm gì hết trơn á. Nói chung là nếu có mô hình để chân thôi. Tôi có con Optimus nè. Để trên trong phòng tôi ấy. Một con thôi 600k đấy. Để chân vậy thôi. Không có làm gì hết trơn á. Chơi đẹp bàn á. Rồi ôi y chang luôn mọi người. Ủa có gì nào con quỷ nó rình rình tôi đây không mọi người. Giống cái game mà Seven Night Code ấy. Nó rình rình mình á. Ủa nhìn y chang luôn á nha. Tí xuống cầu thang tới mấy cái củ nước lụm tiền không quên không quên đâu. Ok. Vậy hả ai biết tại nói chung mua để chân thôi à chứ không có quậy gì đâu. À đi ra ngoài lụm tiền cái gì ra ngoài lụm tiền cái gì. Ừ nói chung mua để rẻ thôi tại không hả à là không không ra đúng không rồi 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 ui rồi ôi tự nhiên mở cửa hả mở cửa mở cửa đi mở cửa này tủ quần áo mọi người lụm đồ đúng không ừ đi lụm đồ chưa tôi quyết định chuyển đây vì giá thuê rất rẻ trời ơi mọi người cái phòng đẹp như vậy á mà kêu 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 rẻ trời ơi bên bên Nhật sướng vậy hả trời mà cái móc này làm gì đây móc làm gì giống như là để leo lên trần nhà hay sao giống như là để móc xuống nè hay là dùng để đập con ma giống như thấy con ma lấy cây này gõ gõ đầu nó bong 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 vậy ha à nơi cái lỗ mọi người à. Tưởng đâu lấy cái này đập nó chứ giống như mỗi lần nó tới lấy cây đập đập đầu nó mở cửa rồi ôi sáng thế chú ý nơi có cái lỗ đúng không ừ. Ôi trời thiết kế y chang luôn
thiết kế y chang luôn á. Trời, thiết kế mà gần tủ lạnh hả? Ủa, cái thiết kế mà y chang cái game 7 đêm với con ma luôn mọi người, y chang luôn. Trời ơi. Ô, cái gì đây? Nhà cửa gì mà lỗ lum vậy? Dùng móc hả? À. Cũng may là nó có để cái điểm sáng tới tôi lượm đồ đấy. Không là nghỉ chơi luôn á. Rồi làm gì? Nhìn hả? Nhìn tờ giấy à? Tờ giấy này nhìn sao? Nhìn hả? À, nhìn qua lỗ mọi người. À. Mình nhìn qua có gì? Alo. Hello. Ủa, ai vậy? Có em đó hả? Đừng nó hù nha. Trời ơi, má luôn. Sợ với cái vụ mà nhìn qua lỗ mình đang gọi là tập trung á, tự nhiên cái nó bùm trước mặt cái hết hồn luôn. Hello Wu Gaming nha. Trời ơi. Wu Gaming hả? À, vậy cái mình giấy đấy hả? Từ rồi để đọc cái. Ngày 4 tháng 4, tức là di chuyển là cuối cùng. Và hôm nay đánh dấu ngày đầu tiên sống một mình và cũng là ngày đầu tiên viết nhật ký. Tôi thực sự mong được trải nghiệm và tôi luôn mơ về nó. Tôi quyết định chuyển đến đây vì giá thuê rất rẻ. Tôi nói rồi, tiền nào của nấy mọi người. Ở chỗ rẻ quá hay làm có chuyện à. Mình có biết mấy cái phòng trọ mà giá rẻ đó. Trời, cái phòng nó ghê lắm. Nó có mấy cái cửa sổ lỗ lỗ á. Trời, đi ngủ chắc bị người ngoài thôi, nhìn vô gia đình á. Hết dám ngủ luôn. Tôi thực sự không thể tin rằng một sinh viên hư như tôi có thể mua được căn phòng đẹp như vậy. Thế vào đó nó rất gần với trường của tôi. Tôi làm sao? À, tức là mình vào vai sinh viên đúng không? Sinh viên đi học đấy, lên đại học đấy. Rồi hôm nay tôi đã đi ăn với bố mẹ để ăn mừng. Và họ cười, cái gì? Ừ, cười vui vẻ. Sống một mình tuyệt vời vất vả tất cả. Trời ơi, này học sinh bố mẹ chu cấp tiền thôi chứ. Dụ như mình mà, như kiểu tự lập thật sự nha. Rồi lo cơm áo thôi là cực lắm mọi người ạ. Vô xong phòng tắm không? À, nó từ giấy hả? À, nhưng anh bạn tôi sẽ nhớ những khuôn mặt đó. Họ gì ta? Họ nói với tôi rằng họ sẽ ở đây vài ngày. À, đúng, đọc xong rồi. Đấy, vô nhà tắm là mình giấy gì? Nhà tắm mình là giấy đúng không? Ui, cái gì vậy? Sao đóng cửa mọi người? Trời, má nó tự đóng cửa hả? Ủa, má tự đóng cửa hả? Má ghê vậy? Ui dồi ôi. Mà ai tắm mà chưa không có tháo nước ra vậy? Má ghê quá. Tờ giấy ướt, tìm cách làm khô nó. Làm khô nó đúng không? Ra sấy à? Trời ơi. Không biết với cái nhân vật. Ồ, cảm ơn em gây nha. Không biết với cái nhân vật trong game này á là rẻ là như thế nào nữa. Giống như là nhiều khi nó giàu đại gia đấy nên nó nhìn đâu cũng rẻ chứ. À, rồi đọc này là đọc để hiểu cốt truyện nha mọi người. Ngày 5 tháng 4, hôm nay tôi mất cả ngày để sắp đặt mọi thứ trong phòng, nơi từng là một căn phòng và hành lý nhỏ với một chiếc giường giản đơn, trở thành một căn phòng với một loạt đồ nội thất giường cỡ queen. Trời, sướng không? Người thuê trước đó đã bỏ lại tất cả mọi thứ và chủ sở quá lười biếng để thoát khỏi chúng. À, tức là cái phòng trọ này hồi trước á, là trống, xong rồi cái người trước họ mới mua về đây á mọi người. Hello Tian nha, hello Tian nha. Ừ. Nhưng mà nói thiệt chứ, ai nói mình thuê phòng trọ cái phòng không luôn. Chứ đồ có chủ sẵn thì khi người ta mất công người ta làm tiền mình đó mọi người. À, bố dường như rất thích nhà này, ông nói rằng ông muốn ở lại lâu hơn một chút. Nhưng nhiều người đánh giá cao công ty của họ, họ muốn tôi muốn sống cuộc sống rồi. Thôi vậy đi. Đại loại vậy mọi người. Ra phòng rẽ trái cuối đường. Xét con quạ hả? Ôi ôi. Con quạ ấy như thần trùng hả mọi người? Ôi má ơi. Má ơi, cái này có liên quan thần trùng không? Ủa, khi nào thần trùng hả mọi người? Ôi. Hello. Alo. Trời ơi, con quạ cho tờ giấy hả? Trời ơi, chu đáo dữ chưa? Alo, nhả đi. Trời ơi, cho tờ giấy nào. Nhả xuống. Trời ơi, nó cương quyết không cho mọi người ạ. À, xuống cầu thang để cho cái phòng à. Rồi. Ủa, ai vậy? Ai vậy? Ai dưới vậy? Ai mới lái xe hơi vậy? Từ. Úi dồi ôi.
game này cũng nhẹ mọi người, có mấy trăm mê à, mà trăm mê vậy chứ tôi coi người ta chơi thấy thấy nó khó khó sao á. Ồ cái gì đây, tiền 60 đô nhá, ấy lộn 60 60 yên nha mọi người, 60 yên nha. À đi sao cuối đường chứ, xuống cầu thang đi đi, đi thẳng rẽ trái không, rồi 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 lộn lộn, cảm ơn Duy, đi thẳng rẽ trái hả, lui lui lại hả, xuống cầu thang đi thẳng qua ai, ai ai vậy, ai vậy, ai vậy, alo nghe nhà kia hả, à vậy hả, cảm ơn Duy nha, kem ngon quá mọi người ạ. À, góc phải nha anh ơi, cái gì Modern Warship nữa trời, tiếng Anh What game is that, trả lời sao cho nó ngầu vậy trời. Look look on the right nha, look on the right top vậy không biết nha. Nó đại rồi. Rồi rồi rồi, vô vô cửa sổ, gõ cửa, gõ cửa đi chú ơi, chú con vô ơi, bạn chú có ổn không vậy, rồi sao anh ta chỉ đứng đó, trời ơi má ơi, có khi nào ma mọi người, cái người mà đứng mà không phải trả lời mình nó, mình rất là nghi ngờ nha. Vô đi, úi rồi ôi, chú biến mất rồi mọi người ạ, à, chú biến mất rồi mọi người ạ, à, úi rồi ôi, gì đây, tờ báo ghi nhớ căn hộ hả, sao căn hộ này không thể bị phá hủy, tôi có gọi cho một nhà thầu đang cố gắng phá hủy nó, nhưng vì một số lý do đường dây điện thoại ngưng hoạt động, mẹ tôi bị tự nhiên bị ốm rồi lấy có điềm nha mọi người, tự nhiên kêu bị ốm có điềm đấy, rồi linh mục địa phương không đến, tôi cố gắng yêu cầu người khác hỏi linh mục, ôi trời cái tiếng gì vậy má ơi, tiếng gì vậy, bùa bùa là vô dụng, tôi đã mua một hộp bùa dán chúng trên tường của mình, à tức là mấy cái bức tường này đã bùa mọi người, tức là trong này là bùa, căn hộ này không bắt lửa, tòa nhà đã đẩy lùi đám cháy, ồ ghê vậy, một cư dân được sẽ được chọn mỗi tháng, người được chọn sở hữu một tuần hả, à sau khi sở xong người đó hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, không ai nhớ người đó luôn, ui má ơi ghê vậy, hello Lương nha, ở ghế làm gì đây, cái ghế làm gì, ủa tiện cầm cái ghế lên rồi, ủa cái tiếng gì vậy, ủa rồi hello, ủa ghế làm gì, tôi lỡ lộn ghế rồi, tôi lỡ cầm cái ghế rồi mọi người, trời ơi phải lầm từ đấy chứ, nó cầm cái ghế làm cái gì vậy, ôi nè 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 mọi người, nói chuyện với bạn mới, ui trời má ơi cái gì vậy, à, cái phòng này dán bùa nha, mà thấy cái chậu cây à, và bùa không này mọi người, đấy bùa đấy, căn nhà này bị ám mọi người ạ, à, cái nhà này bị ám nha, thả nơi chậu cây đúng không, úi rồi ôi cái gì vậy, ôi chú hello chú, thả nơi chậu cây đúng không, chậu cây là cái chỗ kia đúng không, thả nơi chú mở cửa từ xa luôn mọi người, giống như thần lực hay sao á, cái gì mà nạp, cái gì mà liên quân gì đây vậy, từ 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 đợi xíu đi, rồi chậu cây à, để đây à, chậu cây này nó xuống đi chứ, ở kia xuống đi chứ, chỗ gì khóa hả, ôi rồi ôi, rồi xuống đi, xuống đi không được nha, nó khóa xuống đi, tôi cầm luôn rồi, tôi cầm luôn rồi mọi người, trời ơi chà, cái nào trên lầu mọi người, cái nào trên lầu không, tầng 2 vậy, quên quên ẩu tả quá mọi người ạ, rồi đi, để đây đi, rồi đến đây, rồi lên luôn, làm luôn mọi người ạ, trèo qua nhà vệ sinh, lỡ rồi qua luôn nha, rồi à có tờ giấy nữa này, ngon, mở cửa, úi rồi ôi quá đơn giản, rồi xong, game mới nha mọi người, game mới nha, game kia xong rồi mà, à, hôm qua bạn cũng thấy mình ending rồi mà, trời ơi hôm qua ending rồi mà, hôm nay là ngày đầu tiên đi học,
Rồi, không, lấy luôn cái tờ giấy cái phòng kia luôn, làm luôn. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, thật là tốt khi các gặp lại các chàng trai của tôi. Hồi nhỏ này mê trai, họ muốn đến xem căn hộ mới của tôi không biết, tốt hơn hết là đừng làm gì cả. Masima Sensei là giáo viên chủ nhiệm của tôi. Chỗ má tên, tên mà có chữ ma, thấy không hên rồi mọi người. Tôi hỏi cô ấy là loại giáo viên nào, rồi nói chuyện hổn nha. Tôi tự hỏi cô ấy là loại giáo viên nào, nói vậy hổn ghê ấy, mọi người. Tôi hy vọng cô ấy không có ý nghĩa như trước đây, gã đó là một cái lỗ đít. Trời kinh nha. Một điều kỳ lạ xảy ra hôm nay khi tôi ra khỏi phòng sáng nay, một phụ nữ trung niên bên kia đã tụ tập và nói xấu về căn hộ này. Phụ nữ ở độ tuổi đó không rất là thích buôn chuyện lượm tiền đúng không? Rồi rồi, ok, đi đi lượm tiền đi, đọc xong từ từ nha, bây giờ tôi đi đi lấy tờ giấy kia luôn, làm một lần luôn mọi người. Mình làm cái gì mình làm một lần cho xong luôn nhá, để khỏi đi lại. Rồi lấy, ôi rồi ôi, má tí nữa ma xuất hiện là không biết như thế nào nữa mọi người, tôi sợ quá. Nó luôn luôn rình rập, hồi nãy cái cửa nhà tắm tự đóng mọi người ạ. À, tôi vừa vô cái nó đóng cái lầm cái hết hồn luôn. Ừ, đồ họa ghê lắm, u ám ghê lắm, mọi người. Rồi trời ơi, đọc không nổi luôn á. Thế để mình tóm tắt lại ha, gửi lời xin chào hàng xóm ngày hôm nay, đó là lịch sử đúng không? À rồi rồi, mẹ biết gì không, tôi nghĩ rằng hoạt động ở đây thì tôi nhận được vai lạnh lùng từ họ. À rồi, khi tôi nói lời chào buổi sáng, hàng xóm bên phải anh ta chỉ nhìn tôi với đôi mắt to và không nói lời nào. Trời, má hàng xóm thì hơi hơi bị thân thiện mọi người. Hello neighbor nha, giống cái game gì mà Hello neighbor, xin chào hàng xóm. Hàng xóm thân thiện quá mọi người ạ. À, ngay cả bây giờ đôi mắt to như mèo của anh ấy sẽ không rời khỏi đầu tôi, và tôi không nên quá thô lỗ, có lẽ tôi cho nó đi vào lúc khác. Rồi à, ok, tôi gặp một cô gái trong sống, cô gái trong trời ơi má, gặp gặp gái là tiện sáng sáng xứng sáng chân người ta. Tên cô ấy là Mira. À, mê gái rồi. Ủa sao hồi nãy nói gặp chàng trai mà sao giờ thành gặp gái, mê gái rồi mọi người. Thằng này nó hai hệ sao vậy, tự nhiên không à, méo hiểu luôn. Hồi nãy nói tôi được gặp các chàng trai rồi, còn giờ đọc vô nói gì đó, tôi gì đó gặp 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 cô ấy rồi, tôi vui hẳn ra. Trời kinh thiệt. Hello chú, trời ơi chú mở cửa bằng cách nào vậy? Ôi má, vãi nghe, what the fuck, mùi má kinh vậy. Rồi chú biến mất một cách méo hiểu luôn, tắt đèn cái biến mất luôn mọi người ạ. À, trời ơi má ơi, chú chơi ẩn thân chi thuật hả trời, má ghê quá. Gì đây, 70 xu à, lộn, 70 yên phải không, 70 sen chứ, trời ơi. Rồi ra chỗ con mèo đó mọi người, chỗ con mèo. À, chú làm ảo thuật à. Rồi rồi, ôi dồi ôi, sợ ghê mọi người. Giờ game Nhật Bản nha. Ừ, game Nhật Bản chất lượng lắm, chơi game nào là chất lượng game nấy. Tôi hôm nay là tôi tải hai game nha, sau game này chơi tiếp game kia nữa, tại vì game này là game ngắn, tự tôi tranh thủ like hai game đấy. Mai là tôi về quê rồi, mai về quê chủ nhật lên đấy. Dừng lại hả, ở đấy hả, dừng lại hả, sao sao bị gì, có ai đứng đó hả, ủa tiếng gì vậy, ủa ơ từ từ, gì đây, nhạc cá à, nhạc cá mọi người ạ. À, chỉ ra là vậy à, đem cho con quạ mọi người, tưởng đâu tới lụm con mèo cho con quạ ăn chứ ai ngờ đâu lấy con cá trong thùng rác cho con quạ ăn. Trời ơi tôi tốt ghê mọi người, lấy con cá thùng rác cho con quạ ăn đó. Ui rồi ôi, mấy cái tiếng này gì hồi nãy vậy, ui sao tiếng này ghê ghê sao á. Rồi thần trùng tới nơi rồi, bye bye. Trời ơi má, nó cầm con quạ, nó con quạ nó cầm cái con cá nó đi luôn rồi, gì đâu mà háo ăn dữ à. Hôm qua không, ờ game hôm qua với hôm nay toàn nhặt cá. Ừ, hôm qua là cho chuột, còn hôm nay là cho mèo, nó lộn cho quạ. Ừ, ra chỗ con mèo chết lại hả, từ từ đọc tờ giấy cái.
từ đọc từ giấy cho mọi người. Đi thẳng lên rồi từ từ đọc 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 cái nha. Từ từ đọc cái. Ngày 8 tháng 4 mẹ tôi lại đến phòng tôi. Tôi nói với cô ấy rằng tôi không phải đến, cô ấy không phải đến nữa. Tôi nghĩ cô ấy đã chiến đấu với cha một lần nữa, thái độ thụ động tích cực của cô ấy đối với tôi nên phải hỏi cô ấy làm thế nào. Cô từ chối nói về nó và thay vào đó chỉ ngồi im lặng. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như thế này cả. Cô ấy thường đặt nụ cười giả tạo lên khuôn mặt sau trận chiến. Sống phải luôn nở nụ cười nha. Thế mới cay chứ. Một tiếng sau cô ấy đã lấy lại sự tích cực như thường lệ. Và khi hỏi tôi rằng có thể mời người bạn cũ Sayaka không, cô ấy có một nụ cười lớn nhất khi tôi đồng ý. Mẹ phải lo cho con sống một mình. Tôi chỉ có Mira-chan là trong tâm trí thôi. Thấy mày gái đấy. Rồi đi đi ra cho con mèo đúng không? Ra cho con mèo với mọi người. Rồi ra cho con mèo. Có cái game mà Bát Hao không chơi được ổn quá Hương ơi. Cái game mà Bát Hao ấy thấy cũng kinh lắm á. Vậy mà cái hãng nó gỡ khỏi Steam rồi. Trời ơi, đi thẳng luôn lượm tiền đúng không? Ôi dồi ôi, má ơi, cái tường gì mà kinh thế. Ra chỗ con mèo chết đi thẳng đúng không? Rồi rồi. Ủa ai vậy? Alo. Tiền đâu rồi? Alo. Ủa trời ơi, tao thui à mọi người, không thấy gì luôn á. Lùi lại lùi lại. Bên nào bên trái phải? Bên này à? Bên này không? Ủa mấy cái có ai đứng đó kìa. Ủa có ai đứng kìa mọi người thấy không? Ủa cái bóng kìa mọi người thấy cái bóng không? Nè nè cái bóng này mọi người. Ủa cái, mấy bạn viewer thấy cái bóng không? Ủa ai đứng cầm cái dù kìa. Thấy lắm tiền à? Ủa ai đứng kìa mọi người? Mọi người ơi. Mọi người ơi chuẩn bị tinh thần nha. Đầu tiên đấy. Một. Hai ba là mình phóng tới liền nha. Cháy em nè. Ôi trời ơi sao bạn này lô dũng nha. Rồi đi đi nha mọi người. Đi nha. Hello hello chị. Hello. Ui ui hai người luôn hả. Ui. Ủa tiếng gì vậy. Ui má ghê quá mọi người. Cái tiếng gì kìa. Sao không nhìn được hả. Ngay trước mặt mà. Đây nè. Hai người luôn. Ủa tiếng gì mọi người nghe tiếng không. Mọi người nghe tiếng không. Tôi phải check âm thanh đã. Tôi sợ mọi người không nghe được tiếng đấy. Tôi nghe mọi người cũng phải nghe nha. Chan xe cô hả? Trời ơi. À tức là rủ Nobita cho bóng chày gì? À nó niệm kinh cho nghe hả? Trời ơi má ho cái kinh này tôi không dám không nghe đâu nhé. Ừ thôi thôi thôi. Alo. Ôi. À, khiếp vãi. Má là một cái mà nghe muốn loạn nhịp trái tim luôn mọi người. Rồi nghe mà muốn loạn nhịp luôn á. Sao sáng chân vậy? Bình thường không sáng cái giờ sáng chân luôn. Ừ. Giờ đâu nữa mọi người? Giờ đâu nữa? Đi đây à? Đi đâu? Mấy tờ giấy rồi nhỉ? Ừ quên rồi, thôi về phòng coi lại đi. Tự nhiên cái hỏi hỏi tôi cũng quên luôn rồi. Hình như là cũng được khá khá rồi đấy. Cứ về xem lại đã. Về phòng nhìn lỗ đúng không? Rồi rồi rồi, rồi mọi người đi 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 nha. Ôi rồi ôi cái gì mà siro vậy. Rồi mấy tờ giấy rồi, năm năm tờ, năm tờ giấy rồi. Trời ơi. Ủa cái gì mà siro vậy mọi người. Ôi rồi ôi cái quần què vậy. Ôi má nhìn ra lỗ kìa. Đâu cái gì năm năm tờ á. Trời ơi mấy bạn nhớ 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 nhớ, nhớ kỹ ghê hơn mình luôn á. Rồi tôi cuốn quá tôi quên mẹ luôn rồi. Trời ơi game chơi bẩn ghê á. Nhà cửa là sạch sẽ. Ui má sao cửa đổ tôi vậy. Má cửa đổ tôi vậy mọi người. Ui má đổ tôi vậy. Má không dám nhìn đâu. Thôi thoát ra đi. Thoát ra đi. Ôi còn nhìn nữa không. Về đâu đi mọi người đi đâu đây. Cho má còn cho nhìn nữa hả. Còn làm gì nữa tôi. Có nhà cái bên à. Xuống xe à. Ôi má ơi siro không vậy. Má ơi cái nhà kế bên đổ tôi luôn mọi người. Giống như siro chạy chét vậy á. Xuống xe xuống xe. Xuống mấy cái nhà hả. Ôi rồi
Là sao? Vẫn cứ xe à? À tiền à, tiền tiền tiền. Rồi rồi. 100 yên rồi, đủ chưa? 100 yên là đủ chưa? Xe à? Ủa mấy tiếng xe cộ mà sao tôi không thấy xe đâu trơn rồi trời. Ảo thiệt chứ. Alo, mở cửa đi. Đây là xe của gì phải không? Nó bị khóa rồi. Thì làm sao? Lượm tiền làm gì à? Không biết nha. Thì game kêu lượm tiền lượm thôi chứ đâu biết đâu. Phải đợi đến cái kết mới được mọi người. Sau bức tường có chìa khóa à mọi người? Ôi trời ơi, má ơi. Chủ xe giấu kỹ ghê á. Đâu rồi? Ở đâu? Alo. Ở đây 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 đây. Trời ơi, ai mà giấu chìa khóa đâu kỳ vậy? Trời ơi, tự nhiên đâu giấu chìa khóa ngay ngoài đường à, không hiểu nổi luôn á. Rồi, lượm tờ giấy. Rồi 6 tờ mọi người. Ừ, chưa biết dễ tải không hả? Ô dễ chứ. Lên Steam mua về thôi, game này rẻ nha mọi người, 45k thôi nha. Định tím bản hắc ám đấy nhưng mà nó không có, nó bị xóa link rồi, tức ghê mọi người. Tính tại hai hắc ám mà xóa link rồi thôi tôi chơi tôi mua luôn. Coi như là tôi ủng hộ nha. Tại vì các anh làm game quá hay nên tôi mua tôi ủng hộ. Rồi. Gì đây? Ngày 9 tháng 4, chứ sao? Đọc xong xuống cái máy bỏ tiền đó hả? Lấy giấy về đọc hết game rồi. Ôi dồi ôi, nhanh thế. Chuẩn bị game mới luôn mọi người, tôi tải sẵn rồi nha. Tôi đã có thể nói chuyện với Mira Chan ngày hôm nay. Gì, một ngày tuyệt vời sao? Ngoại trừ một điều em đã đi khi tôi thức dậy sáng nay, xe cô ấy vẫn đậu ở đây, thật kỳ lạ. À vậy hả? À cái xe của cô đó đúng không? Rồi đi đi đi. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa sao có cái gương đây vậy? Ở đây có cái gương mọi người. Ủa sao có cái gương đây vậy? Sao cái gì đây? Cái gương này nhìn cái gì? Thì có sao đâu. Thì công công người ta làm mà mọi người. Trời. Kỳ quá. Vậy vậy là ngon rồi. Không. Một phần là mình. Nói chung là mình chơi. Nếu mà được. Nếu mình chơi hay á, thì nó kết thúc nhanh. Ừ. Còn mấy ông mà mò mò là chơi một tiếng đấy mọi người. Chứ tôi thấy ông Dũng City là chơi game này tới một tiếng mấy luôn á nha. Ừ ông Dũng City 100 một tiếng mấy luôn á. Mà Thái à, có nhưng mà cái giá còn cao quá, anh đang chờ nó giảm giá nè. À có bản tải, đúng rồi. Nó có khác em á. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, tại sao mà tại sao phải nói sự thật ra nhờ? Xong chưa? Ủa, ở đây đây nè. À đây lầm lầm lầm. Rồi, ừ. Phải dậy rồi. Phải thế rồi chứ. Rồi đi nha mọi người. Úi rồi ôi. Rồi đọc đọc cái giấy đi. Mấy cái gương này làm gì vậy? Game kế tiếp cũng của hãng Chila luôn nha. Ừ. Ở đó không lối thoát. Tôi không đọc phần còn lại. Tôi sẽ gọi cho anh ấy sau. Tôi cần về nhà ngay. Rồi về thôi mọi người. Về 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 về. Chết chị mẹ rồi. Khóa cửa con mẹ rồi. Ôi ai vậy? Đâu? Ôi rồi ôi. Quá! Mẹ! Khiếp vãi! Kết thúc game. Kết quả là bị nguyền rủa. Ôi, bị ám hay gì á? Má quỳnh què chứ. Rồi game mới mọi người. Từ từ nha, game mới luôn nha. Đợi tôi làm liền đây. Đợi xíu nha. Nha, game mới mọi người. Tôi mở lên luôn này. Đợi xíu nha. Nó thật là phải sửa đúng không? Ừ. Đợi xíu nha mọi người. Rồi, hello, game mới luôn. Em trở lại chơi game mới luôn rồi. Rồi, tiếng Việt luôn nha. Ừ, ngon lành chưa? Cảm ơn tôi nha.